Xin chào mọi người nhé. Hôm nay bên em mới về được con Etin MS210C ha. Máy đẹp nhé. Quay giới thiệu cho mọi người. Con này có trợ lực nhé. Tăng xích bằng tay. Mở ra có thể dùng tay hết nhé. Nó dùng tác dụng của nó là dành cho các bác leo trèo trong cây cao á. Làm này sắt tầm 14 in, cắt tầm 3 tấc rưỡi gì đó, 3 tấc rưỡi nhá. Xích mini trên 91, làm còn tầm khoảng xích còn 50%, làm đồng dâu, làm xịn thao máy. Có bơm xăng phụ, trợ lực đời mới. Khá là đẹp nhá, giật trợ lực. Sản xuất tại Đức nhiều nhá. Bô sản. Sản này nó hơi bị reset đen gì đó mà chắc lính nhà nó không vệ sinh kỹ ạ. Này nó ngồi đồ, cái này muốn mới nha, cái này bằng nhôm nhá, bori nó bằng nhôm với ST này. Bô này nó đơn giản làm mới, đơn giản lắm. Đó, này chỉ có ngồi ấy là bao mới, nhưng mà chắc là do quan dọn thông kỹ á, dọn kỹ á, cho rửa kỹ tí là có đồ xà bóng rồi đẹp đấy. Mà nó thích đẹp thì em làm cho cái bô nòng được rất là sáng nha, rất là mới nhỉ, rất nhôm, rất là mới luôn. Xích con này 40 ly. Dòng này để cưa cho gia đình thôi nhé, đi khai thác thì không được anh em nhé, cưa mini gia đình thôi. Bộ này cưa gia đình dành cho các chú lớn tuổi á. Đây có bơm xăng phụ này. Dưới lòng khá là mới nè. Tắt lần cho nó ha. Nguyên zin hết nhá. Chưa rã máy anh em nhé. Nguyên zin. Tắm chéo thả rất là đủ. Con này là đời 2004 nhé. Thắng xích mọi chức năng là còn nguyên nhé. Dẹp money. Bác nào thích thì liên hệ hotline bên em nhé. 0974 644 973. Cảm ơn mọi người theo dõi video. Xin chào mọi người.